Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2013, Liên đoàn Lao động huyện Triệu Sơn tổ chức hội thao nữ cán bộ đoàn viên công đoàn khối cơ quan hành chính sự nghiệp chào mừng 77 năm ngày thành lập công đoàn Thanh Hóa, 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tham gia hội thao có gần 80 đoàn viên đến từ 9 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và trường cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa. Hai đội giao lưu ở 3 nội dung gồm bóng đá nữ mini, nhảy bao bố, kéo co, mỗi nội dung giao lưu, các đội cử từ 7 đến 12 thành viên tham gia. Các nội dung thi đấu được diễn ra giữa hai đội rất kịch tính, có nhiều pha đi bóng, phối hợp hay, kỹ thuật, có nhiều bàn thắng đẹp đã được ghi trong sự cổ động nhiệt tình của khán giả trên sân. Sau đó tiếp tục giao lưu ở nội dung kéo co và nhảy bao bố nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu rèn luyện sức khỏe của các nữ cán bộ đoàn viên, người lao động công đoàn cơ sở của cơ quan hành chính sự nghiệp. Hội thao là sân chơi bổ ích, ý nghĩa nhằm đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và cũng là dịp để nữ cán bộ đoàn viên người lao động, công đoàn cơ sở, khối cơ quan hành chính sự nghiệp được gặp gỡ trao đổi, giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác và cuộc sống. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa trao giải nhì cho nữ cán bộ đoàn viên người lao động công đoàn cơ sở khối cơ quan hành chính sự nghiệp